Xin chào mọi người, là tôi đây. Ai đã vào thì thả tim cho mình nhé. Xin chào, sao bạn xinh thế? Dĩ nhiên rồi, hôm nay tôi trang điểm nhẹ thôi. Tôi đi gặp khách hàng. Tôi muốn cho họ thấy làn da của tôi, và họ sẽ ngạc nhiên khi thấy làn da đẹp của tôi. Xin chào, tên tôi là Buntida Chinawong. Biệt danh của tôi là Fai. Tôi 23 tuổi. Thương hiệu của tôi là Fai dùng chân để trang điểm. Tôi có 6 triệu người theo dõi. Tôi bị khuyết tật. Tôi không có tay. Chân phải của tôi ngắn và chỉ có 4 ngón. Xương sống của tôi bị cong và tôi chỉ có một lá phổi. Tôi được sinh ra như vậy. Tôi không hiểu nguyên do. Người ta bảo mẹ tôi hãy cho tôi vào một tổ chức từ thiện và nhờ họ nuôi tôi, vì chẳng ích gì khi nuôi một đứa trẻ khuyết tật. Những người khác nói lẽ ra bố mẹ tôi nên giết quách tôi đi cho xong. Nhưng mẹ tôi nói với họ rằng bà sẽ không bỏ rơi tôi. Tôi biết ơn bố mẹ tôi rằng họ đã quyết định nuôi nấng tôi để tôi có thể trở thành tôi như ngày hôm nay. Tôi vẽ lông mày theo cách này và ngẫu nhiên chúng trông cân đối thật. Hơi thẳng. Như vậy được không? Vẫn chưa cong lên. Thêm một lần nữa. Có thật là khó khăn khi tôi như thế này chăng? Không, tôi không đau khổ vì tôi không nghĩ mình bị khuyết tật. Tôi nghĩ rằng tôi chỉ là một người bình thường. Tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn. Bố mẹ tôi đã nuôi dạy tôi như một đứa trẻ bình thường. Bố mẹ tôi dạy tôi rằng bàn chân của tôi là bàn tay của tôi. Vì vậy, tôi sử dụng nó thay cho bàn tay. Gia đình tôi đã nuôi dạy tôi một cách cởi mở. Mặc dù tôi tàn tật, bố mẹ tôi chưa bao giờ nói tôi như vậy. Bố mẹ tôi luôn nói với tôi rằng mọi người nhìn chằm chằm vào tôi vì tôi xinh đẹp, vì tôi đặc biệt, vì tôi độc đáo. Khoảnh khắc thay đổi cuộc đời tôi là khi tôi học trung học, tôi đã đăng một clip lên mạng xã hội dùng chân để trang điểm. Được 1 triệu lượt view chỉ sau một đêm. Tôi chưng hửng, chuyện gì vậy? Tôi dùng chân vì tôi nghĩ đó là điều bình thường, nhưng những người khác lại cho rằng điều đó thật lạ kỳ. Rồi tôi xuất hiện trên một số chương trình truyền hình, mọi người biết đến tôi với tên gọi cô Fai trang điểm bằng chân. วันนี้เรียนของอาจารย์หนูเป็นพรีเซนต์แล้วก็สัมมนา Bình thường khi tôi di chuyển, chị tôi sẽ chở tôi vì hệ thống giao thông ở Thái Lan không hỗ trợ người khuyết tật. Cột điện cản trở lối đi ở một số nơi. Gạch trên một số lối đi không đều nhau. Vì vậy tôi không thể di chuyển bằng xe lăn. Tôi không nghĩ mình bị khuyết tật. Nhưng nếu có cầu thang hoặc bậc thang mà tôi không thể tự mình leo lên với xe lăn, thì lúc đó tôi cảm thấy mình bị khiếm khuyết. Tôi đang học năm cuối tại Đại học Durakee Pandit, khoa nghệ thuật truyền thông, chuyên ngành sáng tạo nội dung. Ozone 5 trọ bằng 30 ạ. Ở trường đại học có nhiều người từ mọi tầng lớp xã hội và từ những nơi khác nhau. Thật vui vì tôi được trưởng thành và trải nghiệm một cuộc sống khác. Chào đi ha. Hôm nay tôi sẽ trình bày dự án của mình về cách trở thành người có ảnh hưởng. Thầy ơi, cầm mic hộ em nhé.
Hôm nay tôi sẽ trình bày về sự phát triển trong kỷ nguyên trực tuyến và danh tiếng có được từ nội dung. Tôi sẽ là khách mời trong chương trình. Nội dung thảo luận sẽ là làm thế nào để trở thành người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Bạn cần hiểu rõ bản thân và sáng tạo nội dung phù hợp với con người bạn. Em muốn biết điều gì nếu em là khách mời? Em sẽ nêu chủ đề gì ạ? Với em, đó là cách tạo ra năng lượng tích cực cho người khác. Rất nhiều người quan tâm đến nội dung của em. Em có thể chia sẻ với các bạn cùng lớp về cách làm cho khán giả yêu thích nội dung của em và thu hút hàng triệu lượt xem được không? Phản hồi trên phương tiện truyền thông xã hội có hai mặt. Tôi biết ơn những người đã khen ngợi tôi. Nhưng những người hiếp đáp tôi, họ gọi tôi là con khốn cụt tay và hỏi tại sao mày sinh ra trên đời này. Họ đã đăng ảnh của tôi để bắt nạt tôi và đăng ảnh bố mẹ tôi và làm họ xấu hổ. Tôi không phiền nếu họ chỉ bắt nạt tôi, nhưng họ còn bắt nạt bố mẹ tôi nữa. Họ có biết những khó khăn bố mẹ tôi đã trải qua khi nuôi tôi khôn lớn như thế nào không? Tôi đã bị bắt nạt trực tuyến đến mức tôi đã bị trầm cảm và muốn tự kết liễu đời mình. Nhưng tôi đã xét lại, bởi vì một trong những người hâm mộ của tôi đã gọi cho tôi và hỏi tại sao tôi không livestream nữa. Cô ấy nhớ tôi và nhớ tiếng cười của tôi. Việc này đã nâng cao tinh thần cho tôi. Và anh em họ của tôi đã nhắc nhở tôi về chuyện tôi muốn mua nhà cho bố mẹ tôi. Vì vậy tôi nghĩ, được rồi, tôi sẽ trở lại và chống lại sự bắt nạt một lần nữa. Tôi trở lại livestream. Chào mẹ Pan. Pan xinh đẹp, nhớ mẹ quá. Ôm một cái nào. Mẹ thấy diện mạo này thế nào? Đẹp không? Ai mua kem rửa mặt của tôi sẽ nhận được một túi miễn phí từ mỹ phẩm Cool Five. บอกพี่อ้อยว่าห้ามเลื่อนวันนะทำตามันตื่นเต้นเพราะว่าเรารับไป7วันเรารับงานจะรับงานแล้วมันตื่นเต้นต้องขยับออกไปมันตื่นเต้น ดูก่อนเทสก่อนของหนูเป็นเนื้อมูสเนาะนี่โอเคนะอันนี้โอเคมันเบอร์ลูกของคนด้วยTôi trang điểm mỗi ngày và muốn trông xinh đẹp. Tôi muốn có thương hiệu mỹ phẩm của riêng mình, bởi vì tôi biết mọi người quan tâm đến việc gì nhất. Đài nè, bố trai trái đài, bà mê lòi. Bố thắp hiểu khắm nhau khuẩn thà là mà mê lòi à. Khuẩn thà đài. Mọi người có thể cho rằng đây là thương hiệu của một người khuyết tật. Họ có thể bác bỏ nó. Hôm nay trước khi đi ngủ, tôi làm sạch da mặt của mình bằng kem rửa mặt. Cuộc sống của tôi đã trở nên thuận tiện hơn kể từ khi tôi biết đến thương hiệu này. Làm sao không biết cho được, tôi là chủ thương hiệu này mà. Tôi muốn khách hàng quay trở lại bởi vì họ quan tâm đến sản phẩm của tôi, chứ không phải vì họ quan tâm tới tôi. Tôi phải chứng minh rằng sản phẩm có chất lượng tốt. Nếu bạn muốn nó trông giống như một nhãn hiệu nổi tiếng, nó phải đơn giản hơn nhưng sang trọng hơn. Nó phải trông đơn giản hơn. Tôi có thể thay đổi quả cà chua thành mẫu có đường kẻ. Nên vậy, tôi tự thiết kế bao bì bởi vì tôi muốn sản phẩm của tôi có sự ảnh hưởng sáng tạo của riêng tôi. Cà chua có vitamin E và chất chống oxy hóa. Và tôi đã thêm một chiết xuất giúp giảm mụn trứng cá. Tôi rất tự hào vì mình đã tạo ra thương hiệu này và mọi người trên TikTok có thể biết tới nó. Tôi muốn tiếp tục phát triển thương hiệu của mình và tôi có thể kiếm sống từ thương hiệu này. Ngày nay, nhiều người khuyết tật livestream trên mạng xã hội lắm. Mọi người nói với tôi rằng họ xem tôi như thần tượng của họ. Tôi rất vui khi mọi người coi tôi là một tấm gương.
đang có cá tính làm người dẫn chương trình, em chỉ cần chọn loại chương trình nào phù hợp với em. Em sẽ phù hợp với một chương trình giải trí hoặc một chương trình gì đó vui nhộn. Em đã hỏi xin làm dẫn chương trình chưa? Em đã hỏi PPTV, nhưng họ bảo em cần có thêm kinh nghiệm. Không, bề dày lý lịch trải nghiệm của em sẽ thể hiện kinh nghiệm của em. Em phải tạo một lý lịch cho thấy rằng trong 7 năm qua em đã là một người có ảnh hưởng. Hãy cho họ thấy những công việc em đã làm. Nếu đó là công việc đòi hỏi thể lực, tôi sẽ không thể làm được. Vì vậy, công việc dẫn chương trình phù hợp với tôi hơn. Tôi nghĩ tôi làm được và sẽ làm được. Bởi vì đó là giấc mơ của tôi và tôi thích nói chuyện. Tôi là một diễn viên thực thụ. Tôi đang đi đến tỉnh Udon Thani, Đại học Udon Thani Rajabhat. Mời tôi truyền tải một bài phát biểu đầy cảm hứng. Bài phát biểu của tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người để có năng lượng tích cực. Tôi sẽ phỏng vấn cô trên sân khấu, vì vậy tôi muốn trao đổi trước để cuộc phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn. Chúng tôi muốn nghe quan điểm của cô để giúp động viên các sinh viên đang theo học ngành giáo dục đặc biệt và các chuyên ngành giáo dục khác, và quan điểm của cô về sự hỗ trợ chính phủ cung cấp cho người khuyết tật. Như tôi đã nói ở chỗ khác, Hiệp hội Người Khuyết Tật Thể Chất Thái Lan hoặc chính phủ không thực sự hỗ trợ người khuyết tật. Người khuyết tật đã nói với chúng tôi rằng họ không có tiền để mua xe lăn tự động. File thì có 2 cái. Tôi có nhà tài trợ vì tôi nổi tiếng. Người khuyết tật ở Thái Lan phải giàu mới có một cuộc sống tốt đẹp. Tôi có thể nói điều này được không? Đó là ý kiến của cô. Khán giả của cô là những giáo viên tương lai. Chúng ta sẽ không thể thay đổi điều gì nếu chúng ta không nêu ra sự thật. Xin hãy cho một tràng pháo tay dành cho cô Phai Buntida Chinnawang. Cô có thể giới thiệu đôi chút về mình? Tôi học ở trường dành cho trẻ khuyết tật. Họ dạy chúng tôi cách tự giúp mình nhiều hơn là dạy chúng tôi về mặt học thuật. Khi tôi tốt nghiệp cấp 2, tôi muốn biết mọi người sống thế nào trong môi trường bình thường. Vì vậy, tôi đã theo học tại một trường trung học lớn, nơi họ cho phép học sinh khuyết tật học cùng với học sinh bình thường. Tôi đã rất khó khăn, tôi không có bạn trong nhiều tháng. Tôi đã muốn nghỉ học, nhưng tôi chợt nhận ra rằng mình có thể tiếp tục. Vì vậy, tôi làm quen các sinh viên khác. Tôi hỏi họ, mình ăn trưa với bạn được không? Mình đi chơi với các bạn được không? Sau đó, họ cởi mở hơn với tôi và nói với tôi rằng, nếu tôi cần bất kỳ sự trợ giúp nào, hãy cho họ biết. Tôi muốn nói rằng, thật tốt khi đưa mình ra khỏi môi trường cũ để học những điều mới. Có thể vượt qua rào cản, cho rằng người khuyết tật không thể sống chung với người bình thường. Tôi chỉ cần thích nghi với họ, không phải ngược lại. Và tôi đã được ở trong một môi trường rất tốt. Bạn khóc mất rồi. Tôi rất ấn tượng vì tôi biết điều đó thật khó khăn. Người khuyết tật không cần sự cảm thông, họ cần sự hỗ trợ. Nhưng chúng tôi cũng phải cố gắng hơn người bình thường và cần những người hiểu chúng tôi. Chỉ vậy thôi. Tôi biết rằng có rất ít cơ hội về giáo dục cho trẻ khuyết tật.
Vì vậy, tôi rất vui được gặp tất cả các bạn ngày hôm nay. Vì một ngày nào đó, bạn sẽ dạy trẻ em khuyết tật. Tôi rất vui vì được chia sẻ kinh nghiệm của tôi với mọi người. Thật ngạc nhiên là mọi người ở Thái Lan và nước ngoài đều biết đến tôi. Điều mà tôi không ngờ tới. Nạt quá đơ. Tôi hạnh phúc và choáng ngợp rằng xã hội đang trở nên cởi mở hơn với người khuyết tật. Ok, khai, đọc lớn tại A cả. Cứ sửa dù léo lắm. Cứ sửa dù léo. Lỏ. Ơ, tại kia sửa nó. Tha chèn green rồi nè hả? Green đăng đăng. À nó nà. มันสวยเหมือนที่แกบอกนั่นแหละเวลาปัดแก้มนะคะต้องปัดหน้าแก้มถ้าเกิดว่าอยากให้ดูเด็กปัดแบบใต้ตาอันนี้ฝ้ายได้ทริคมาจากพี่ช่างแต่งหน้าโทษนะคะมันเกลี่ยไม่ไปไงบางทีเราก็ต้องใช้นิ้วเท้าในการช่วยนิดนึงเนาะโอเคค่ะประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะคนเชียร์แกเยอะTôi nghĩ mình đã tiến xa vì tôi bắt đầu từ con số 0 cho đến khi tôi trở thành file trang điểm bằng chân. Thật là mệt mỏi nhưng tôi rất vui. Bởi vì mọi người biết tôi và chấp nhận tôi, hãy còn rất nhiều điều tôi muốn đạt được trong tương lai. Những thời khắc thay đổi khi thế giới dường như không chắc chắn và những gì chúng ta nghe không phản ánh đúng những gì chúng ta thấy. Chúng ta tìm kiếm sự thật. Khi chúng ta chỉ được biết một phần của câu chuyện, chúng ta mất niềm tin. Trong những thời khắc khủng hoảng, hoài bão, hy vọng và ước nguyện của chúng ta về một ngày mai tươi sáng hơn phụ thuộc vào một nền báo chí tự do. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi mang đến cho bạn những câu chuyện mà người ta bất chấp rủi ro để nhìn thấy. Chúng tôi kết nối thế giới và đoàn kết thế giới bằng sự thật. Tại Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, chúng tôi cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh. Vua Charles Đệ Tam đăng quang vào tháng 5 trong một sự kiện mang tính nghi lễ lớn nhất của Vương quốc Anh trong 7 thập niên. Quốc vương 74 tuổi, kế vị thân mẫu của ông là nữ hoàng Elizabeth qua đời vào tháng 9 năm 2022, trở thành vị quân chủ của Anh và của 14 xứ sở khác bao gồm Canada và Úc. Tôi đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ, nhà vua nói. Đây là lễ đăng quang thứ hai trong lịch sử của Anh được truyền hình, dù nhỏ hơn về quy mô so với năm 1953, do được tổ chức giữa một cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt khiến nước Anh lao đao. Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 5 tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với COVID-19. Tuyên bố này có nghĩa là đại dịch từng giết chết hơn 6,9 triệu người, giờ được chính thức xem là bệnh mà các nước nên quản lý giống như những bệnh truyền nhiễm khác, không còn cần tới sự hợp tác quốc tế hay nỗ lực tài trợ nữa. Nhưng các chuyên gia lưu ý COVID-19 vẫn là một vấn đề y tế công cộng đáng kể và kêu gọi các nước rút ra những bài học trong suốt đại dịch. Việc chủng ngừa rộng rãi, có những phương pháp điều trị tốt hơn và mức độ dân số miễn dịch từ những lần nhiễm bệnh trước đó đã góp phần đẩy lùi đại dịch. Donald Trump vào tháng 3 trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên, cả đương nhiệm lẫn tiền nhiệm, bị truy tố hình sự. Cáo trạng được đệ trình ở cấp tiểu bang ở New York tập trung vào vai trò của ông trong việc chi trả những khoản tiền bịt miệng nhằm che đậy một vụ bê bối tình dục trong lúc ông vận động tranh cử tổng thống vào năm 2016.
Trong những tháng sau đó, vị cựu Tổng thống Mỹ tiếp tục đối diện với các cáo buộc hình sự ở cả cấp tiểu bang và liên bang. Cụ thể là nỗ lực của ông nhằm đảo ngược thất bại bầu cử năm 2020 ở bang Georgia. Việc ông xử lý những tài liệu mật của chính phủ mà ông đem theo về nhà sau khi rời nhiệm sở và những nỗ lực của ông níu giữ quyền lực sau cuộc bầu cử năm 2020 và vụ tấn công điện Capitol trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông Trump hiện đang tranh cử tổng thống năm 2024 và là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa, nói những cáo buộc hình sự nhắm vào ông là truy bức chính trị. Năm 2023 sắp sửa kết thúc với một kỷ lục đáng lo ngại, năm nóng nhất từ trước đến nay. Tính đến hết tháng 11, năm nay ấm hơn 1,46 độ C so với thời tiền công nghiệp và ấm hơn khoảng 1/7 độ so với năm ấm nhất trước đó là 2016, theo tính toán của các nhà khoa học từ Cục Biến đổi Khí hậu Copernicus thuộc Cơ quan Không gian Châu Âu. Con số này rất gần với ngưỡng quốc tế mà thế giới đặt ra là giữ cho tăng nhiệt toàn cầu trong vòng 1,5 độ C. Các nhà khoa học nói có hai nguyên nhân đằng sau 6 tháng liên tiếp nóng kỷ lục của năm là biến đổi khí hậu do con người gây ra từ việc đốt than, dầu và khí đốt, và cũng do những biến động từ chu kỳ hiện tượng El Niño và La Niña. Tại hội nghị biến đổi khí hậu COP28 gần đây, đại diện từ gần 200 nước đã nhất trí bắt đầu giảm mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu, báo hiệu sự kết thúc chung cuộc của thời đại dầu mỏ. Trung Quốc trong năm 2023 tiếp tục khẳng định những tuyên bố chủ quyền một cách quyết liệt, bất chấp sự phản đối của các nước láng giềng. Tại Biển Đông, các tàu hải cảnh của Trung Quốc thường xuyên đối đầu với các tàu của Philippines, đưa hàng tiếp tế cho các binh sĩ đồn trú trên một bãi cạn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila, ngăn cản bằng cách xịt vòi rồng. Chiêu thức này cũng được sử dụng với các ngư dân của Việt Nam đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa vào tháng 8, khiến họ bị chấn thương. Trung Quốc cũng tăng cường những hoạt động quân sự quanh đảo Đài Loan được cai trị dân chủ, mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của mình, thường xuyên điều máy bay và tàu chiến xâm nhập vùng nhận dạng phòng không và vùng biển, cũng như thực hiện các cuộc tập trận bao vây lãnh thổ này. Thế giới năm 2023 chứng kiến những trận động đất với sức tàn phá khủng khiếp và thiệt hại nhân mạng thảm khốc. Tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter và những dư chấn rung chuyển vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria khiến khoảng 60.000 người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người trở thành vô gia cư. Đó là trận động đất mạnh nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 80 năm và là trận động đất nguy hiểm nhất trong lịch sử nước này. Nhiều người thiệt mạng vì mắc kẹt dưới những đống đổ nát vào sáng sớm khi họ còn đang say giấc, trong khi thời tiết lạnh và ẩm ướt khiến nỗ lực cứu hộ thêm phần khó khăn. Một trận động đất khác vào tháng 9 ở Maroc làm thiệt mạng hơn 2.900 người, trong khi ít nhất 2.400 người tử vong trong những trận động đất ở Afghanistan vào tháng 10. Tổng thống Nga Vladimir Putin vấp phải thách thức lớn nhất đối với quyền cai trị của mình khi đối diện một cuộc nổi loạn vũ trang ngắn ngủi do thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin, cầm đầu vào tháng 6. Ông Prigozhin khẳng định các hành động của ông chỉ nhằm giải quyết mâu thuẫn với các quan chức quân sự hàng đầu mà ông cho rằng đang khiến Nga thua cuộc chiến ở Ukraine, chứ không thách thức ông Putin hay nhà nước Nga. Cuộc nổi loạn chấm dứt sau khi một thỏa thuận đạt được cho phép ông Prigozhin rời sang Belarus, nhưng ông này sau đó tử vong trong một vụ tai nạn máy bay bí hiểm bên ngoài Moscow. Về phần mình, ông Putin tìm cách củng cố vị thế quốc tế với chuyến thăm Trung Quốc thu hút nhiều sự chú ý vào tháng 10. Đó là chuyến đi nước ngoài thứ hai được biết tới của ông kể từ khi bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra trát bắt giữ vào tháng 3 về tội ác chiến tranh. Ông tuyên bố sẽ tái tranh cử tổng thống năm 2024 cho một nhiệm kỳ 6 năm nữa. Quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới chứng kiến một năm đầy chông gai, mở đầu bằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh bắn hạ một khí cầu tình nghi là do thám bay ngang qua lãnh thổ của Mỹ vào tháng 2. Trung Quốc lên án hành động này, nói rằng đó là khí cầu theo dõi thời tiết, vô tình bay chệch vào không phận Mỹ. Căng thẳng tiếp tục âm ỉ liên quan tới một loạt những vấn đề, từ kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao của Mỹ sang Trung Quốc, cho tới những điểm nóng địa chính trị như Đài Loan và Biển Đông. Chiều hướng của mối quan hệ có phần tích cực hơn một chút khi Chủ tịch Tập Cận Bình hội họp trực tiếp với ông Biden ở Mỹ vào tháng 11, nơi hai nhà lãnh đạo nhất trí mở đường dây nóng giữa họ, tái tục những liên lạc giữa quân đội hai nước và nỗ lực hạn chế fentanyl. Ah! Ah! Ah!
Cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine trải qua năm thứ hai với những sự khốc liệt mới. Bakhmut, thành phố ở miền đông Ukraine, mang một giá trị biểu tượng to lớn, trở thành nơi giao tranh dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Hàng ngàn binh lính của cả hai bên tử vong, trong khi thành phố này bị biến thành đống đổ nát. Ukraine nhận được viện trợ vũ khí ngày càng phức tạp từ các đồng minh phương Tây, phát động một cuộc phản công vào tháng 6 ở miền đông và miền nam, nhưng đến nay đạt được ít tiến bộ trước hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga. Khó khăn càng tăng cao cho Ukraine khi Mỹ, nước viện trợ vũ khí lớn nhất cho Kyiv, đang tranh cãi chính trị nội bộ làm gián đoạn việc chấp thuận ngân quỹ tài trợ bổ sung, trong khi những chỉ trích đối với việc viện trợ Ukraine ngày càng nhiều, đặc biệt khi chiến dịch vận động tranh cử tổng thống ở Mỹ gia tăng cường độ. Lửa chiến tranh lại bùng lên vào những tháng cuối cùng của năm 2023, khiến bức tranh toàn cầu thêm phần ảm đạm. Cuộc xung đột lâu đời giữa Israel và người Palestine trở thành tâm điểm chú ý của toàn thế giới từ ngày 7 tháng 10, khi những tay súng người Palestine thuộc nhóm chủ chiến Hamas đột kích miền nam Israel và tàn sát thường dân trong các thành thị giáp với dải Gaza. Khoảng 1.200 người, trong đó có trẻ sơ sinh, bị giết trong vụ tàn sát người Do Thái đẫm máu nhất kể từ cuộc diệt chủng Holocaust, trong khi 240 người, kể cả người nước ngoài, bị bắt làm con tin, theo số liệu thống kê của Israel. Israel đáp trả, phát động một chiến dịch oanh kích khốc liệt dải Gaza, trong khi điều quân vào dải đất hẹp ven biển này để tiêu diệt các mục tiêu Hamas và tìm cách giải cứu con tin. Hơn 100 con tin đã được phóng thích trong các đợt hưu chiến nhân đạo ngắn ngủi. Về phía người Palestine, tính đến thời điểm đăng tải video này, thương vong dân sự ở Gaza lên đến hơn 20.000 người thiệt mạng trong các vụ oanh kích, theo Bộ Y tế ở Gaza, trong khi tình hình nhân đạo ngày càng trở nên bi đát khi chiến sự lan từ Bắc xuống Nam Gaza, buộc hàng trăm ngàn người phải rời bỏ nhà cửa di tản nhiều lần. Mỹ, đồng minh hùng mạnh và thân cận nhất của Israel, vẫn kề vai sát cánh cùng Israel chống đỡ những chỉ trích quốc tế ngày càng tăng. Nhưng Washington trong những tuần gần đây đang thúc đẩy Israel chuyển đổi chiến lược, tập trung nhắm mục tiêu chính xác vào các thủ lĩnh Hamas thay vì ném bom trên diện rộng và các hoạt động trên bộ. Liên quan đến Việt Nam, những câu chuyện nổi bật nhất trong năm qua bao gồm vụ xét xử hàng loạt các quan chức chính phủ và lãnh đạo doanh nghiệp về các cáo buộc đưa, môi giới và nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu, đưa công dân về nước trong đại dịch với giá đắt đỏ. 4 quan chức bị tuyên án tù chung thân, gồm Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, trong khi quan chức cao cấp nhất là một Thứ trưởng Ngoại giao bị tuyên 16 năm tù. Một đại án gây rúng động khác là việc Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đô la từ ngân hàng SCB, nơi bà được nói là nắm quyền chi phối trên thực tế. Về mặt đối ngoại, Việt Nam trong năm qua vận dụng đường lối ngoại giao cây tre để nâng cấp quan hệ với Mỹ lên mức đối tác chiến lược toàn diện ngang hàng với Nga và Trung Quốc, nhân chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden vào tháng 9, mở ra một giai đoạn hợp tác sâu sắc hơn với nước cựu thù. Tháng 12, Việt Nam đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng những nghi thức trang trọng nhất, và loan báo tham gia cộng đồng chia sẻ tương lai của Bắc Kinh trong một bước đi nhằm thắt chặt mối quan hệ khăng khít giữa hai nước cộng sản anh em, nói rằng sự hợp tác đó là vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại.